Chào cả nhà. Mấy chị em dân đi cúng lưới. Nãy giờ mình dân cũng lâu lâu rồi. Kìa trong đó là chị. Giờ phải hút một cái mưa cái nó mát. Có nhà học mà. Ủa sao không xích lên đây? Đấy, vậy chích đi vô. Rồi. Wow, wow, mắc cốc coi. Yeah. Ủa sao nó ra đây dữ vậy? Qua sông. Đi trở lại. Đây dính ra luôn. Ê con cá mày dính nữa. Ê bắt con cá sóc trước. Hai con luôn. Nói vô thì bội thù ha. Im rồi đó. Nó dính cái này nha, dính bụi. Khoan, nặng quá. Cá cóc luôn. Chết queo rồi. Tôi tới mắc cốc rồi đó chị. Tôi tạo dừa luôn á, tính không? Hả? Ờ, đúng rồi. Chắc là dừa nó trôi lại đây quá. Bơi theo cái lưới em. Chá anh thấy được nha. Ủa sao mới vô cái dính ngon lành. À, mới nói cái dính liền nha. Dính luôn cái đầu kiến luôn á. Trời ơi. Dính cá được rồi. Dính luôn cái kia. Nãy nó lên vẫn cái chê rồi đó. Tôi tính nó là cái chê đó. Tôi có dưỡng mấy dưỡng đó. Mà nhìn kỹ lại không phải. Chút nó bị sộ rồi. Có sao đâu. Nó xài nó lại. Quá luôn, dính cá mà dính cá là xì. Bà ba chạy lại xuống xong nào, tầng nghịch nó mắc quá rồi ba. Hai người đi mò dẻm đi. Tôi bà mò dẻm à. Thôi đừng mò dẻm, mò biết mò gì không. Một quấn nè. Quấn nào có tập bè nè. Nếu mà cạn chắc có quấn. Đúng rồi. Có không? Em không thấy vậy? Chưa mò biết đâu thấy. Tại nước cạn là có. Ừ. Tại tầng ngồi dưới mình đổ thôi luôn. Mình mò từ đây xuống tới cái đó là mình đủ ăn ốc rồi đó, tin không? Con cá này nó chết beo hay gì rồi. Chết rồi. Rồi, tới luôn bạn Hiền ơi. Trên bờ nó nóng quá, xuống nước cho nó mát. Bạn ơi Phan bệnh lắm, chắc lên nó vô nước biển rồi. Giờ bữa mình đi biển cho chị uống nước biển khỏi vô. Tôi nói tôi đi biển, tôi uống nước biển cho nó nhiều nhiều vô. Mà đợt bà ba nhớ uống nhiều nha. Cái mẩy đó uống nước vậy. Trời ơi, cái gì mà nó nặng dữ vậy? Nó. À, con cá rô bự quá. Mà nó cũng chết rồi. Cái rô nó nặng.
giờ đi theo cô Tư lên. Dính gì nặng lắm, cứ nhắc ta như lên tim kìa. Ờ ô chị ơi. Nó mọc em cá cóc, em cá cóc mình còn sống. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đã với con cá nhắn chào cũng được. Con cá nhắn chào cũng được đó chị ba. Chị rõ đi. Đó, có dính cá này, đó, trời ơi. Thấy không, cái âm thanh này níu lên cái nó làm tực tực tực. Sống nổi là cá lọc kiến này. Hồi quá nó mới dính được chút à. Nó chưa có dính nhiều. Nhảy vô nữa nghe. Cái mà đi đó. Ừ, tao kéo tao không mệt, chị bơi một chút chị mệt vậy. Chở ra, chở ra. Chở qua sông, qua sông. Khoan, khoan nó dướng gì. Cứng ngắc rồi. Từ 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 chị, để em kéo nương nương lên nó. Rồi. Đó, lên tìm kìa. Đó, bà tin tôi lặn. Đó. Đó, trả lại cho chén xong tôi lặn ồn ồn luôn. Nãy giờ chị nói nóng đó. Nóng à. Qua xong. Rồi tới tôi hết một tay vậy ha. Wow. À, một con cá chê, cá chê. Nó chê nó rồi. Dạ. Yeah. Cái vô túi mình lấy được cái túi mình dễ gỡ lắm. Lấy ra mày. Cái cá rồi đó, cái cá rồi đó. Cái chê này, cái gai nó ngược mình. Cho em nữa, cá dẫn, cá dẫn. Chưa, sao mình ở đây cá. Để câu, đúng là dính cá ha. Ừ. Wow, gió mát. Cái lâu được mùa gió mát. Đấy, con nữa nè. Con nữa kìa. Trời, em thưởng cái này thêm con nữa chứ. Cái kia nữa hả? Ừ, cá dẫn nữa. Ây da, còn sống hả? Còn sống, còn sống. Em thấy nó sống tươi, tưởng nó chết đây. Này, tại ra cái túi này nè. Cái túi nó nằm ở đây nè. Cái túi này nó không có dính. Nó không dính được cái lưới nhỏ, nó dính lưới bự luôn à. Ừ, cái gai của nó đầm đào ghê luôn. 190 cút rồi chú. Hả? 190 cút có 50 ngàn rồi. 190 cút là sao? 190 ngàn á. Ờ. Thôi có cá rồi, không ăn trứng cút đâu. Có cá rồi, không ăn trứng cút đâu. Trứng cút nữa quá à. Rồi, tới luôn. Cái đầu thịt lậu mới bự thôi, trứng cút ăn không có đủ. Ôi, còn có, đó, có nữa. Nữa rồi, con cá cóc. À, nó kêu nè. Hả? Nó kêu. Ừ. Nghĩa kêu rồi. Tấm trứng cút 50 ngàn cô bác ơi.
nó lại nước nó trôi á chị. À một con có tre nữa. Còn trời lên tim luôn rồi. Chút lên cho em tí nha. Trời trôi xuống. Chết rồi, cứng nhắc à. Kìa, tháo cá xuống đi. Cho lên chút vậy thẳng quá. Ô cá hả chị? Wow, quá trời cá luôn rồi ba. Ôi. Wow. Ấy còn nữa không? Ôi cá nhiều quá cô chú ơi. Còn nữa là cho tôi. Đây một con nữa. Đó. Ô cá có bự thử không? Cá bự không luôn. Quá ngon, quá ngon. Trời, 2, 3 con cá cóc, 4 con cá cóc, 1 con cá rô, 1 con cá vảnh. Chích chích trả lại. Bà. Hên hên, một em nè. Hai em. Ba em. Đến tới hai chồng. Bốn em. Thì chỗ này sáu em. Ừ. Cái cầu cái lưới nó vô cái miệng cá là bắt đầu không có không gỡ được. Còn đây con nữa. Rồi tới được rồi đó. Ôi bái con nữa, con nữa. Một em dảnh nữa. Ngay cái gần cái ngã ba dính cá nhiều, cá nó ra vô. Dính giác xe viền luôn. Hơn là dính cá. À, cá nữa nè. Cỡ trà luôn. Dính trà luôn. Rồi, bởi vì ta nói dính một dính trà là một con cá không được. Cũng dính trà không? Cho cái mấy thôi dạ. Không có chơi được, đây trả lại nè. Bà biết mấy thơ đâu không? Dạ. Xa lắm á. Có đi đâu biết. Tới còn chơi. Nè ơi, nữa, để nữa. Để ơi, đi. Nữa, nữa. Dính vô lắm dính này. Dính trà ra rồi. Ôi chị ơi. Ôi, thấy rồi nè. Tiếp em cái đó. Nó xinh bầu. Cái này làm ăn mấy món chưa hết cá nữa. Ừ. Chị người ta, gà người ta. Chắc miếng rồi mới chịu quá. Đây, thấy cái túi rồi.
Còn con cá nữa không chị? Gác hơi nặng á. Tại nước nó trôi quá. Trắng trắng nè. Ủa? Mình cho lên lên nhà hết đi. Cái này mình có lưới là mình nhớ giác gì vậy? Trả lại. Ê, em có bóng. Đó, được con có bóng nữa kìa. Chết tắm. Nó đứt thở rồi, nó không thở nữa. Con cá nữa. Con cá mà em không thấy thật thiệt luôn á. Một em có rô nữa. Rồi. Ôi, mất dốc. Không sao. Được sao? Trời, mày đang ngừa. Chưa, không có sao. Ừ, không có sao đâu, mất tay á. Nó cá rô chưa? Không, cá rô này bự con đặc. Trả lại. Nó cá rô nữa. Cá rô nó uống đó. Nó trúng rồi. Dạ. Nó nữa. Đây tứ không ơi. Biết bao nhiêu càng nói đây nè. Ăn cơm càng đây, ăn cơm càng xanh. Lý này nói việc cho bà ba đúng hơn này rồi. Trả lại luôn. Chị ba ơi, nhánh trà nè. Ui, nó mắc lý lắm luôn con. Ê, cá nè. Trở lại ba ơi. Ê, hai con luôn chị ơi. Ngon nha. Không, chở tới nơi mới rõ được, nó thẳng dây vậy. Ôi, còn con nào nữa không? Còn dính trà nè. Bây giờ để con coi nữa. Hết trơn còn dính trà luôn. Hai con cá cóc luôn. Nãy vậy em cuốn cái cây vô luôn. Cuốn vô luôn hả? Cũng vô hết luôn. Nói về mình rủ. Yên cá này cá lên nóng. Hả? Cá lên nóng. Ừ, nó bự quá kìa. Nó bự. Chứ tưởng cá cóc mà không phải. Tưởng mà không phải. Cái nó dài dài sao giống giống nhau á. Này cá lên ống bự nè cô Tú ơi. Cái này ta mình dựng giống nhau. Ừ, hết lưới rồi, từ từ thôi. À, dính một con nè. Cá rô. À, đây con nữa. Còn nữa không? Hết rồi. Ủa, nó hai con luôn hả? Ừ. Ủa, ai chắc nấu trà đó hết con.
Trời, chị hỏi em. Sớp này địa bàn của chị, chị hỏi em. Hả? Ừ? Ai chắc bóng trời trước mặt mình vậy? Địa bàn mình đi mò mà cắt ngay đó vậy. Vừa dân cuốn lưới xong rồi kết quả của mấy chị em dân được bao nhiêu cá thầy? Quá trời chiếu rồi, ngon quá. Trời, cá mấy chị em đi dân lưới về bằng sạch được bao nhiêu cá đây? Bữa nay thì dân ca làm món là cá kho mắm guốc với nước cốt dừa. Chị ba thì sắc xả, em chú Út đi bẻ dừa. Đây. Leo cây dừa đó đó. Chụp người chốt ơi. Rồi, tôi lấy nón cho hứng nè. Lấy ghế cho nón nè. Trời, trông thấy rồi. Trời, lấy nón em vậy hả? Xứng phải. Nó thấy không? Một trái. Đây đây. Trái nữa thôi. Lấy chụp má. Thầm xào, thầm xào. Rồi, giờ mình chơi lọc chưa bình chính nè. Đây, em trái chuyện trái. Dạ. Nặng lắm. Vừa. Giờ mình bắt chảo lên. Mình cho dầu ăn vô. Để phi xả. Vào phi cho thơm. Cầm phi xả cho thơm rồi em cho mắm guốc vô thì để xào. Mắm guốc này ngon mà khô. Khô mà mắm guốc này ngon mà khô ngon. Đó, ở quê nào còn mắm guốc mình xào thơm rồi mình cho nước cốt nhì vô. Rau gì cô Chính? Cái này á, ăn rau gì cũng được, cù nèo cũng được, bông súng cũng được, rau cần cũng được. Nhưng mà mình không có cù nèo, thôi chỉ là cắt rau cần ha. Ừ, để ăn rau cần đi. Đổ đi ba ơi. Ăn cho đường vô. Cho cá vô luôn, thơm chưa chị? Thơm rồi đó. Chị hai chị cắt xong là có đồ ăn rồi đó. Rồi đi, chị hai. Đi. Lấy cái dao đi ba ơi. Ừ. Giờ muốn cũng non luôn hả ba ha. Trời mưa xuống nó lên cho mình coi. Ừ. Cái này đi kìa. Quá trời luôn ba ơi, nó non. Mình cắt chiều chiều cái gốc cái mắt mắt nó lên cho nó lên khác. Được rồi đó. Quá nữa. Em chuẩn bị ăn luôn rồi chị ba ơi. Cô thích này cho tôi gửi này cô. Gà nè. Gà. Thường thường em thấy khà kho mắm à. Bữa nay khà cá kho mắm guốc với nước cốt dừa mà chị Út gửi vô tay trái cà ha. Rồi. Chút cho em thử với nha. Rồi. Ngon lắm đó nha cô. Chưa từng ăn. Ừ. Đây cá kho mắm guốc em tôm phức chưa. Trời. Đây, cá mình kho như vậy được rồi mình cho nước cốt vô. Cốt nhất. Thơm mà đó má, thơm mà. Bắt mùi gì không á? Thơm
rồi. Quá trời ngon luôn. Thơm không? Thơm. Cơm mấy chị em dân nấu xong rồi, má ăn, mời má ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Đây ngon quá luôn. Thích tặng xíu rồi. Nè, cá rô nè má. Đây là cá lên ống. Cá chê. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Chị ăn cá linh đi. Chả cá lại. Mời các bạn. Béo. Chị biết sao nó ngon nữa không? Sao tắm? Gà có chỗ bỏ vô ngon quá hả? Trang nước vô cho nó ngon nè. Nước mà trang vô chén cơm. Xin miếng cà chút. Còn thử ngon lắm đó. Béo lắm. Hồi đó giờ chưa từng ăn gì. Rồi mua trái cà quyết liệt luôn. Ăn vô biết mùi cà rồi nha. Bao đó gì không? Tới mình ăn rau nè. Dừa. Ủa chua cũng ngon. Cá lăn lưới này, cá lăn lưới này kho này trúng tủ nó luôn ha. Con nói má nghe đầu cá xương ngon quá, con nghe không được. Ấy không Tám? Nghe chân bỏ thế nào? Ngon thiệt. Cá vô dinh thì ăn nó cũng béo, nhưng mà nó có xương. À, mắm ruốc nè, cà nè, cá nè, rồi kho dẫn tắm ăn thấy sao? Còn... miếng cà ngon. Để ở lầu. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem những ủng hộ kênh Dân Nguyện Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Và hẹn gặp lại.